Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu anh em có một bộ sản phẩm lắp cho con Taco Forlan. Đây là một cái bộ lắp thêm, bởi vì cái dòng xe này là nó không có điều hòa, cho nên mình chuẩn bị một cái bộ này là bộ lắp thêm cho con Taco Forlan này. Đây bộ đầy đủ nhé, tất cả đầy đủ hết, nhưng mà thiếu tuyo, bởi vì những cái dòng xe này thì nó có loại là 3 tấn rưỡi này, 5 tấn, 7 tấn, 15 tấn này. Cho nên là cái tuyo là nó phải đi theo từng loại xe. Cho nên là cái này là về tuyo thì mình có thể tự chế được. Tự chế tuyo rất đơn giản không. Cho nên tất cả là đây. Có dàn lạnh có sẵn này. Chân đế này. Quạt dàn lóng này. Công tắc AC này. Pin lọc ga này. Bu li tăng này. Bu li trục cơ này, đây là bu li trục cơ này. Đó. Bởi vì loại này nó không có cái rãnh bu li để nó lai lốc, mình phải nắp cái bu li vào đầu trục cơ. Còn đây là dơ le ngắt lạnh này. Đây mình sẽ đưa cái loại lốc này vào này, lốc 508 này vào. Có cả dây cura này, dàn nóng này và van áp suất này. Đây là một bộ đầy đủ nắp cho con Taco Forlan. Nếu mà anh em có nhu cầu mua bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi để trên góc màn hình.